tĩnh lặng, thư giãn, thoải mái, ổn định. Ổn định và thoải mái, thư giãn. Hít thở nhẹ nhàng, hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Linh quang vũ trụ. Kỷ nguyên mới của trí tuệ. Tình yêu thương. Hòa bình, thịnh vượng, nhân văn, bác ái. Hợp nhất tình yêu thương, cùng kiến tạo niềm hạnh phúc. Hợp nhất linh quang vũ trụ. Năng lượng tình yêu thương, trí tuệ, hiểu biết từ trái tim, linh hồn của đấng tạo hóa. Công thức 1. Năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, bảo vệ cho tất cả linh hồn trong tất cả các giới, thực hiện sứ mệnh lan tỏa năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, linh quang vũ trụ, kỷ nguyên mới. Bước 1. Hợp nhất năng lượng, tình thương, trí tuệ, hiểu biết từ trái tim linh hồn của đấng tạo hóa. Ban năng lượng bình an, trí tuệ và bảo vệ toàn diện thể xác và tinh thần cho tất cả các linh hồn được giao phó thực hiện sứ mệnh lan tỏa năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, linh quang vũ trụ, kỷ nguyên mới, đời đạo trên toàn thế giới. Xin đấng tạo hóa và các thiên sứ, các chư thiên, chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Mẹ, Đức Chúa, bảo vệ toàn diện cho tất cả các linh hồn trong hai giới đang thực hiện sứ mệnh lan tỏa năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, linh quang, kỷ nguyên mới. Từ nay về sau, mọi linh hồn trong hai giới không được phép âm mưu chống đối, xâm phạm nhau hoặc làm tổn thương những người đang thực thi nhiệm vụ dưới mọi hình thức. Linh hồn nào vi phạm, có âm mưu xâm phạm, tổn thương, làm tổn thương,
sẽ bị thu hồi 100% năng lượng đưa về khối sáng ngay tức khắc. Công thức này nhằm bảo vệ cho tất cả các linh hồn nơi đây hướng đến tình yêu thương, rèn luyện tình yêu thương, rèn luyện đạo đức phẩm chất cao đẹp, để có sứ mệnh nơi đây, để có nhiệm vụ nơi đây. Một khi bạn tình nguyện thực hiện sứ mệnh lan tỏa năng lượng vũ trụ, và có đạo đức, phẩm chất đạo đức, rèn luyện đạo đức, rèn luyện tất cả các yếu tố tình yêu thương, thì bạn luôn được bảo vệ bởi năng lượng vũ trụ, bảo vệ bởi năng lượng gốc, liên quan vũ trụ trong kỷ nguyên mới. Bước 2. Hợp nhất năng lượng trái tim linh hồn của đấng tạo hóa. Hợp nhất năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc vào bên trong bạn. Bạn được đồng nhất với đấng tạo hóa. Hợp nhất. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian vào não bộ và toàn bộ cơ thể. Hình dung 3 lần như cách mà chúng ta thường hình dung. Năng lượng vũ trụ luôn ở quanh đây khi chúng ta hình dung. Hình dung năng lượng ngoài không gian vũ trụ vào trong bộ não của chúng ta, và từ bộ não lan tỏa vào các đốt sóng cổ, ngay đốt sóng cổ, đó là trung tâm tiếp thu năng lượng. Tiếp tục hình dung năng lượng đi vào các đốt sống lưng, lan tỏa vào các đốt sống lưng, lan tỏa đến các đốt sống, cuối cùng là đốt xương sống, đốt xương cùng, và cảm nhận hơi ấm, cảm nhận hơi nóng, ấm áp. Hãy hình dung 3 lần. Xin nhắc lại. Hình dung năng lượng từ vũ trụ đi vào não bộ, đi vào bộ não và lan vào toàn bộ cơ thể, lan vào các đốt sống cổ, lan vào các đốt sống lưng.
cảm nhận hơi ấm. Làm 3 lần. Đúng rồi. Rồi tiếp tục điều phối năng lượng. Tiếp tục. Bằng hình dung tưởng tượng. Tất cả mọi người ở đây đã được hướng dẫn trong việc hình dung tưởng tượng. Bây giờ chúng ta sẽ làm mà không cần có nhạc. Bạn nào muốn có nhạc có thể tự mở nhạc cho mình đều được. Và duy trì sự ấm áp đó. Nếu chưa cảm nhận ấm áp thì cứ hình dung, cứ tưởng tượng rằng có cái sự ấm áp. Và duy trì cái sự ấm áp đó trong bộ não, trong các đốt sống cổ, trong các đốt sống lưng. Rất tuyệt, rất tuyệt. Chúng ta chỉ cần làm cái điều này trong vòng 2 phút 30 giây. Đó là hình dung năng lượng vũ trụ đi vào bộ não, đi vào đốt sống cổ, đi vào các đốt sống lưng, hình dung cái sự ấm áp. Nếu bạn nào có sự ấm áp là rất tốt. Những ai chưa có sự ấm áp thì hình dung ra cái sự ấm áp đó để tiếp thu năng lượng. Rồi sau đó hình dung rằng năng lượng đang tỏa ra khắp cơ thể. Rồi, từng bước một. Chúng ta chỉ làm trong 2 phút 30 giây. Hiện nay, chúng ta được hướng dẫn dài nhiều thời gian. Nhưng khi tác dụng hiệu quả thì chỉ cần 2 phút 30 giây hoặc 3 phút 30 giây hoặc 5 phút 30 giây. Rồi bước 3, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện cho tất cả các linh hồn. Tất cả các linh hồn nơi đây cùng gia quyến bị khống chế, bị mắc kẹt, được giải thoát, nương theo năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc về khối sáng, về cõi sáng, về với năng lượng yêu thương của vũ trụ. Đúng rồi, tốt lắm. Chúng ta cùng lắng nghe ha. Tất cả những điều này là mang lợi ích lại cho tất cả chúng ta, cho bản thân Cam Ly, cho gia đình Cam Ly, cho tất cả các bạn nhân viên của Cam Ly, cho các GIA trong cộng đồng của Cam Ly và cho tất cả các bạn đang hiện diện trong phòng Zoom. Đó là quyền lợi, lợi ích rất là to lớn dành cho tất cả chúng ta và sẽ là quyền lợi, lợi ích rất là lớn dành cho gia đình, người thân, bạn bè của chúng ta nữa. Nên chúng ta đang được hướng dẫn một cách rất là kỹ lưỡng ha. Các bạn hãy cùng mọi người, hãy cùng lắng nghe nhé. Lắng nghe và nếu được thì hãy làm theo.
Có nghĩa rằng là khi nói hình dung thì bạn cứ hình dung thôi. Tất cả những điều này chúng ta đã được hướng dẫn rất là nhiều trong nhiều buổi thiền của chúng ta rồi nha. Nó rất là quen thuộc. Tiếp tục, công thức 2. Năng lượng tình yêu thương, trí tuệ hiểu biết từ trái tim, linh hồn của đấng tạo hóa. Hợp nhất tâm linh toàn cầu, phụng sự năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, giúp cho nhân loại trên toàn thế giới được an lành, hạnh phúc, thịnh vượng. Cam Ly tin rằng bản thân mình đến nơi đây là để phụng sự cho nhân loại. Để phụng sự được cho nhân loại, phải tiếp nhận được năng lượng vũ trụ. Cam Ly đã tiếp nhận được năng lượng vũ trụ và có được trí tuệ từ vũ trụ, nhận năng lượng một cách trực tiếp. Thì Cam Ly đang hướng dẫn cho mọi người ở đây để cũng nhận được năng lượng một cách trực tiếp từ vũ trụ, giao tiếp một cách trực tiếp với vũ trụ một cách nhanh chóng. Và với công thức này, mình chỉ cần làm trong 3 phút 30 giây. Tất cả những cái này là Cam Ly đọc để hướng dẫn cho mọi người, và sẽ còn các lớp, các khóa online để hướng dẫn cho mọi người một cách chi tiết hơn nữa nha. Và khi mà chúng ta học được những công thức này thì chúng ta sẽ có cái quyền năng rất là lớn, có năng lượng rất lớn để chúng ta có thể giúp cho mọi người xung quanh. Thì Cam Ly có cái sứ mệnh lớn là giúp cho thế giới. Và các bạn ở đây, Cam Ly cũng tin rằng các bạn cũng là những con người có sứ mệnh để giúp cho gia đình của mình, giúp cho ít nhất là gia đình nhỏ rồi mở rộng ra là gia đình lớn hơn, mở rộng ra là bà con, dòng họ, họ hàng của mình. Đó. Và chúng ta giúp với một tình yêu thương, với một sự rèn luyện tình yêu thương. Tất cả chúng ta ở đây được hướng dẫn để rèn luyện tình yêu thương, rèn luyện những phẩm chất cao quý của một con người. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có được cái thành tựu trong việc tu tập. Chúng ta tu tập là để có một cái sự tiến hóa, có được một cái sự giác ngộ, có được một cái sự tỉnh thức để làm một cái việc gì đó, để trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc, hay là để trải nghiệm một cuộc sống giàu có, thịnh vượng, hay là chỉ giúp cho một ít người. Thì cái sự tỉnh thức đó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều để mà chúng ta có được cái sức mạnh. Thì tất cả những bài hướng dẫn của Cam Ly là nhằm giúp tất cả mọi người có được cái sự tỉnh thức đó, có được năng lượng vũ trụ một cách trực tiếp để mình giúp cho gia đình của mình, giúp cho mọi người xung quanh. Chúng ta tiếp tục ha. Đây là công thức để hợp nhất tâm linh toàn cầu, để phụng sự năng lượng vũ trụ, là phụng sự đấng tạo hóa, phụng sự năng lượng gốc là năng lượng nguồn từ vũ trụ, để giúp cho nhân loại trên toàn thế giới được an lành, hạnh phúc, thịnh vượng.
Bước 1. Hợp nhất năng lượng, tình thương, trí tuệ, hiểu biết từ trái tim linh hồn của đấng tạo hóa, ban hòa bình, tình yêu thương. Ấm no thịnh vượng cho nhân loại trên toàn thế giới. Xin nền văn minh ngoài không gian, năng lượng vũ trụ minh chứng và hóa giải mọi sự hiểu lầm oan khuất cho tất cả linh hồn trong hai giới, để chuyển hóa tâm linh trên toàn thế giới thành một tâm linh chuẩn mực, đạo đức và có đầy đủ các yếu tố tình yêu thương, tuân theo quy luật tâm linh, phụng sự đấng tạo hóa, phụng sự năng lượng gốc, năng lượng nguồn, cống hiến giúp cho nhân loại. Khi muốn tái kiếp, sẽ được nương theo năng lượng gốc, năng lượng nguồn về khối sáng, theo quy luật tâm linh. Mọi đẳng cấp tâm linh sẽ được thưởng nâng cấp năng lượng trái tim linh hồn theo đúng công sức cống hiến cho nhân loại và giới vô hình. Nghĩa là khi chúng ta nguyện được phụng sự, nguyện được góp cái công sức của mình ở nơi đây, thì chúng ta cầu nguyện đến đấng tối cao, đến vũ trụ, đấng tạo hóa, hãy giúp cho toàn bộ nhân loại trên thế giới này niềm hạnh phúc, tình yêu thương, sự hạnh thịnh vượng. Và chúng ta đang tiếp nhận trí tuệ của vũ trụ, đó là trí tuệ của nền văn minh ngoài vũ trụ, trí tuệ của nền văn minh ngoài không gian. Và thực ra chúng ta luôn được quan sát đó các bạn. Chúng ta luôn được quan sát. Năng lượng vũ trụ luôn bên cạnh chúng ta mà. Thì chúng ta có một cái linh hồn, đó gọi là trái tim linh hồn. Chúng ta có trái tim vật lý ha, rồi chúng ta có trái tim linh hồn. Thì đấng tạo hóa cũng có cái năng lượng linh hồn ở đây cùng chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện để có một cái sự minh chứng cho cái lòng của chúng ta là mong muốn được phụng sự. Và mong muốn được hóa giải mọi cái sự hiểu nhầm nào đó, nếu có những cái sự oan trái nào đó. Đây giống như là một cái sự sám hối đó các bạn, như là một cái sự sám hối mà ở đây nói theo một cái ngôn từ rất là hiện đại ha. Thì đó là những cái hiểu lầm mà oan khuất cho tất cả các linh hồn trong hai giới. Hai giới ở đây á, là giới ánh sáng, giới bóng tối, hoặc là hạ giới và trung giới. Chúng ta có thể hiểu tất cả các giới cũng được. Thì hóa giải để làm gì? Để chuyển hóa tâm linh trên toàn thế giới thành một tâm linh chuẩn mực, có phẩm chất đạo đức và có đầy đủ các yếu tố tình yêu thương, và tuân theo các quy luật tâm linh này để phụng sự cho vũ trụ, phụng sự đấng tạo hóa, phụng sự năng lượng nguồn, năng lượng gốc, để cống hiến giúp cho nhân loại được thăng tiến tâm linh. Và khi tất cả mọi linh hồn này mong muốn được tái kiếp, có nghĩa là chúng ta giải phóng cho tất cả mọi linh hồn
mọi cái nguồn năng lượng bên trong mình, xung quanh mình, mong muốn được tái kiếp thì sẽ được nương theo với năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, về khối sáng, về cõi sáng, đi theo với quy luật tâm linh. Thì mọi đẳng cấp tâm linh sẽ được thưởng nâng cấp năng lượng trái tim linh hồn theo đúng công sức cống hiến cho nhân loại và giới vô hình. Nghĩa là mọi đẳng cấp tâm linh, trong đó bao gồm chúng ta và tất cả mọi năng lượng tâm linh xung quanh chúng ta, kể cả các vị, các chư thần, chư thánh, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát đang hỗ trợ chúng ta, cũng được nâng cấp năng lượng trái tim linh hồn. Các ngài thần tiên Phật thánh cũng cần nâng cấp. Các ngài đến đây để mà giúp cho chúng ta, và các ngài cũng bị hao tổn năng lượng rất là nhiều, và chúng ta cũng cầu nguyện đến cho các ngài luôn. Chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho các ngài được nâng cấp năng lượng trái tim linh hồn của mình, là ngắn gọn là nâng cấp năng lượng theo đúng công sức cống hiến cho nhân loại và cho giới vô hình. Thì chúng ta được nâng cấp, thì mọi cái nguồn năng lượng, mọi đẳng cấp tâm linh xung quanh chúng ta cũng được nâng cấp lên theo. Bước 2, hợp nhất năng lượng trái tim linh hồn của đấng tạo hóa. Hợp nhất, làm 3 lần vào não bộ. Cam Ly giải thích thì hơi lâu, dài dòng, nhưng mà mọi người sẽ có công thức rất là ngắn gọn để mà thực hành nha. Nên hãy yên tâm, cứ lắng nghe thôi. Và chúng ta cùng hình dung ha. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian, ngoài vũ trụ đi vào não bộ. Chúng ta được hướng dẫn cái điều này rất là nhiều lần rồi, đúng không nào? Chúng ta hình dung năng lượng từ vũ trụ, từ ngoài không gian đi vào não bộ của mình. Hình dung 3 lần. Hít thở. Hình dung 1 lần năng lượng đi vào bộ não. Hình dung 2 lần năng lượng đi vào bộ não. Hình dung lần 3 năng lượng đi vào bộ não. Đúng rồi. Hợp nhất 3 lần vào toàn quả địa cầu, đến tất cả các đẳng cấp linh hồn trong hai giới. Cái công thức này á, là chúng ta truyền năng lượng cho toàn bộ quả địa cầu này luôn. Là điều này chúng ta cũng đã được hướng dẫn trong các bài thiền. Là hình dung tưởng tượng mẹ trái đất, mẹ địa cầu, và chúng ta truyền năng lượng cho cả quả địa cầu. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần hình dung ngắn gọn thôi ha. Hình dung năng lượng từ não bộ của chính mình vào toàn quả địa cầu, đến tất cả các đẳng cấp linh hồn trong hai giới hoặc trong toàn bộ các giới. Hình dung lần 1. Hình dung chúng ta truyền năng lượng từ não bộ của mình, mà truyền năng lượng cho tất cả mọi người trên quả địa cầu này, vô hình cũng như hữu hình. Được ha mọi người ha. Nghĩa là chúng ta đã tiếp thu năng lượng từ vũ trụ vào bộ não của mình rồi. Và bây giờ truyền năng lượng, hình dung rằng mình phát ra năng lượng và truyền cho tất cả mọi người trên quả địa cầu này
người vô hình lẫn người hữu hình. À, hình dung năng lượng từ não bộ của chính mình vào, truyền năng lượng vào toàn quả địa cầu, đến tất cả các đẳng cấp linh hồn trong hai giới. Hình dung lần một. Hình dung lần hai. Hình dung lần ba. Đúng rồi. Rất tuyệt. Chúng ta chỉ cần lắng nghe ha. Và liên tục duy trì sự lan tỏa năng lượng ra toàn thế giới. Bước 3. Cầu nguyện cho tất cả các linh hồn. Cầu nguyện cho tất cả các linh hồn trong tất cả các giới, nương theo năng lượng vũ trụ, nương theo năng lượng gốc, về khối sáng, về cõi sáng. Đúng rồi. Thư giãn, thoải mái. Thương từ linh hồn của đấng tạo hóa.
chúng ta bảo vệ sự tu học. Bảo vệ sự tu học của chúng ta để chúng ta luôn được trau dồi, luôn được phát triển. Chúng ta xin nương nhờ vào sự bảo vệ của tất cả các tầng năng lượng có tình yêu thương, trí tuệ. Bảo vệ sự tu học của tất cả các linh hồn trong tất cả các giới trên toàn thế giới. Hợp nhất năng lượng tình yêu thương, trí tuệ, sự giác ngộ, sự hiểu biết từ trái tim linh hồn của đấng tạo hóa. Ban hòa bình thịnh vượng cho nhân loại trên toàn thế giới. Nền văn minh ngoài không gian, ngoài vũ trụ, ban năng lượng nguồn, năng lượng gốc và bài học cho tất cả linh hồn, cả đời và đạo được học tập để thấu hiểu và chuyển hóa, trở về chuẩn mực phẩm chất đạo đức và tất cả các yếu tố tình yêu thương. Phụng sự năng lượng nguồn, năng lượng gốc, cống hiến giúp cho nhân loại bảo vệ cho sự tu học nơi đây. Tất cả mọi linh hồn có nhiệm vụ nơi đây, có sứ mạng nơi đây, được bảo vệ mạnh mẽ để tất cả mọi năng lượng hoặc linh hồn nào cản phá sự tu học nhiệm vụ sẽ bị thu 100% năng lượng và được mời về khối sáng ngay tức khắc. Mọi đẳng cấp tâm linh đã giác ngộ, hãy dẫn dắt giúp đỡ các linh hồn trong các giới tu học tiến hóa để được thưởng nâng cấp năng lượng trái tim linh hồn theo công sức cống hiến cho nhân loại và thế giới vô hình.
vệ rất mạnh mẽ. Bằng năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, bạn được bảo vệ mạnh mẽ. Hợp nhất năng lượng trái tim linh hồn của đấng tạo hóa. Ba lần hình dung năng lượng từ vũ trụ, năng lượng từ ngoài không gian đi vào não bộ. Hình dung lần một, hình dung lần hai. Hướng dẫn hình dung tưởng tượng và đây là cách đơn giản hợp nhất ba lần vào toàn quả địa cầu đến tất cả các đẳng cấp linh hồn trong các giới. Hình dung năng lượng từ não bộ của chính mình vào toàn quả địa cầu đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, vô hình hoặc hữu hình, đến tất cả các đẳng cấp linh hồn trong các giới. Hình dung năng lượng đang phát ra từ bộ não của bạn và lan tỏa bao trùm lấy quả địa cầu, lan năng lượng đến cho tất cả mọi người và tất cả các linh hồn. Đến tất cả các đẳng cấp linh hồn trên thế giới này. Liên tục hình dung duy trì sự lan tỏa năng lượng ra toàn thế giới. Được rồi. Sự bảo vệ này thực hiện trong 3 phút 30 giây rất nhanh chóng. Bước 3, cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nương theo năng lượng nguồn, nương theo năng lượng gốc về khối sáng, về cõi sáng. Được rồi, rất tuyệt. Chúng ta đang truyền năng lượng cũng như là đang nhận sự bảo vệ
của tất cả mọi linh hồn, mọi tầng năng lượng, năng lượng của yêu thương, từ bi, trí tuệ trên thế giới này để bảo vệ chúng ta. Đúng rồi. Lúc hình dung, chúng ta hình dung sự ấm nóng, hơi ấm đi vào não bộ, hơi ấm đi vào các đốt sống cổ, hơi ấm đi vào các đốt sống lưng. Được rồi. Và tiếp tục duy trì sự ấm nóng ra toàn bộ cơ thể. Được rồi. Đây cũng là công thức giúp chữa lành, chữa lành cho cơ thể này rất nhanh chóng, chỉ cần 3 phút 30 giây hoặc 5 phút 30 giây. Và bạn cũng được học cách chữa lành cho gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh rất nhanh chóng. 1 phút 30 giây, 2 phút 30 giây, 3 phút 30 giây hoặc 5 phút 30 giây. Rất nhanh chóng, hiệu quả. Ok, chúng ta hôm nay có bài học mới. Và hôm nay chúng ta không thực sự là thiền, mà chúng ta rất là tỉnh thức, cũng rất là ok, rất là tuyệt. Và Cam Ly sẽ giao lưu với mọi người hôm nay một chút nha. Rất nhiều bạn đã trả lời cái câu hỏi ý, chúng ta thiền để làm gì? Đúng không nào? Thiền để chúng ta có sức khỏe nè. Có sức khỏe trong cơ thể nè. Có sức khỏe tinh thần nè. Là tâm bệnh đó. Là thân bệnh, là tâm bệnh. Thì chúng ta đều giải quyết để có sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm linh nữa. Có nghĩa rằng là thiền sẽ tác động để mà chúng ta nâng cấp cái cấp độ tâm linh của chúng ta lên. Sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm linh là thế nào? Đó là chúng ta có được một cái sự hiểu biết, có được một cái sự tỉnh thức, có được một cái sự giác ngộ. Và
để làm gì nữa? Khi mà chúng ta có được một cái sự tỉnh thức, một cái sự giác ngộ, một sự hiểu biết rộng lớn, thì chúng ta trải nghiệm cái cuộc đời này rất là hạnh phúc, rất là thoải mái, và trở nên khỏe mạnh, trở nên vui vẻ và trở nên giàu có. Rồi gì nữa? Rồi chúng ta giúp được cho rất nhiều người xung quanh chúng ta nữa. Đó, mục tiêu chính của thiền là như vậy. Rồi muốn thiền để được được giải thoát, được thăng cấp năng lượng, thăng cấp linh hồn, vân vân, rất là nhiều cái mục tiêu. Cam Ly đã học được cái cách mà mình cũng đạt được tất cả mục tiêu đó mà rất là nhanh chóng luôn, rất là nhanh luôn. Chỉ cần vài phút thôi là vài phút mỗi ngày, và tập luyện rất là nhiều cách thức, nhiều công thức để cải thiện cuộc sống của mình, cải thiện cơ thể, sức khỏe nè, cải thiện cái tinh thần, cải thiện cái linh hồn của mình để nâng cấp lên nữa, mạnh hơn nữa, có quyền năng hơn nữa, rất là nhanh chóng. Và đương nhiên chúng ta vẫn mong muốn thiền để có được thư giãn thoải mái thì vẫn thiền được bình thường. Thế tất cả những cái cách thức này các bạn sẽ được hướng dẫn, các bạn sẽ được dẫn dắt để mà thực hiện nó một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi, để mà mình đi làm việc á, mình đâu có thời gian để mình ngồi cả tiếng đồng hồ để mình thiền, mình chỉ có vài ba phút thôi, thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta thu nhận được năng lượng vũ trụ vào với trong mình liền, và ngay lập tức là mình có thể giải quyết cái bệnh nào đó hoặc là cái stress nào đó trong người của mình, giải quyết ngay lập tức cái sự mâu thuẫn hay là một cái vấn đề gì đó nó đang xảy ra. Thí dụ như mình làm việc với khách hàng, có tiếng nặng tiếng nhẹ với mình, bình thường mình sẽ như thế nào? Mình sẽ một cách phản ứng bình thường, mình có xu hướng là phản ứng cũng nóng giận hay là cũng bực bội trong người, hoặc là nói những cái câu gì đó nó sẽ không có phù hợp và sau này mình sẽ tiếc. Thì ở đây mình sẽ có cách để mà mình ngay lập tức mình nhận được năng lượng vũ trụ vào và mình truyền năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, năng lượng mạnh mẽ đó cho vị khách hàng đó, và họ cũng nguội đi luôn và họ cũng được hóa giải luôn. Mình làm mọi thứ là có thể mở mắt hoặc là nhắm mắt. Thì nếu như là mình đang ngồi trước mặt khách hàng thì mình đâu thể là tự nhiên mình nhắm mắt lại, mình hình dung được, đúng không? Mà mình vẫn mở mắt và mình vẫn mỉm cười với khách hàng, và mình vẫn nhận năng lượng vào, năng lượng đi vào trực tiếp và năng lượng truyền qua với khách hàng trực tiếp, thì sẽ hóa giải được ngay. Đúng rồi. Wow, Ngọc Thành, cảm ơn, biết ơn chị rất nhiều. Em có học NLP của chú Phúc lớp 3, vậy em có kết chung được không chị? Good, good, good. Rất là tuyệt, rất là tuyệt.
Tốt lắm, tốt lắm. Chính xác. Cam Ly đã học xong lớp 4 năng lượng gốc là NLR, lớp 4 DNA là kích hoạt DNA của linh hồn, kích hoạt cả thể xác lẫn kích hoạt cả linh hồn. Cho nên là Cam Ly có rất là nhiều năng lượng. Và trước đây Cam Ly cần sử dụng rất là nhiều thần chú, rất là nhiều thần chú để mà bảo vệ mình. Và bây giờ mình rất là nhanh chóng luôn, mình dùng thần chú từ vũ trụ ngay lập tức luôn, đi vào với cơ thể của mình và mình truyền năng lượng ra ngay lập tức luôn. Và Cam Ly sẽ sử dụng năng lượng gốc là năng lượng vũ trụ đó, là năng lượng nguồn đó, vào để mà hướng dẫn cho tất cả mọi người ở đây đi thật là nhanh, đi thật là nhanh để giải quyết tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình, từ công việc đến các mối quan hệ trong gia đình, đến rất là nhiều việc xảy ra, những cái mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống thì được giải quyết hết. Cam Ly sẽ hỗ trợ từng người cái việc đó. Ha? Các bạn có thể nhắn cho Cam Ly để được hỗ trợ. Ha? Rồi chúng ta sẽ được hướng dẫn để ngay lập tức là hóa giải tất cả mọi căn bệnh. Nha. Bệnh, bệnh xảy ra trên cơ thể vật lý của mình, trong cơ thể này là mình được hóa giải hết tất cả. Rồi mình sẽ giúp chữa bệnh cho tất cả mọi người xung quanh rất là nhanh chóng luôn, truyền năng lượng cho tất cả mọi người xung quanh. Đương nhiên từng người một, ai mà tin tưởng và ai có cần mình thì mình sẽ giải quyết được rất là nhanh. Thì bạn cũng sẽ được học để mà giải quyết tất cả những cái điều đó. Rồi gì nữa? Rồi tạo dựng một cái cuộc sống, tạo dựng một cái môi trường sống đầy đủ, hạnh phúc, giàu có, thịnh vượng bằng năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc, năng lượng nguồn một cách trực tiếp luôn. Và mình sẽ có một cuộc sống rất là đủ đầy, rất là thịnh vượng. Từ đó đó mình có thể lan tỏa cái sự thịnh vượng đó đến cho tất cả mọi người xung quanh và cũng sẽ rất là nhanh chóng luôn. Chúng ta đang trong cái hành trình hiện thực hóa tất cả mọi điều từ trong tâm linh để ra hiện thực bên ngoài một cách nhanh chóng. Thì mọi người ok không? Tất cả mọi người hồi nãy giờ lắng nghe thì có câu hỏi nào không nè, hoặc là có cái chia sẻ nào không nè? Ở trong đây có nhiều bạn đã học năng lượng gốc từ chú Phúc rồi, từ NLR chú Phúc rồi, và có bạn cũng nhận được năng lượng và cảm thấy hiệu quả, và có bạn có thể chưa, cho nên mới xuất hiện ở đây cùng với Cam Ly để Cam Ly có thể hướng dẫn cho bạn cái cách nào hiệu quả hơn nữa, tốt hơn nữa để mà thực hiện cho bản thân mình và cho gia đình của mình một cách nhanh chóng. Và tất cả những cái cách thức này Cam Ly đang phối hợp với các vị thầy tâm linh cao cấp để mà phục vụ cho sứ mệnh rất là lớn lao, đó là giúp cho thế giới được hạnh phúc, thịnh vượng, hòa bình, hòa hợp
và nhân văn. Đó là sứ mệnh của Cam Ly cùng với đội ngũ nè, cùng với GAA nè. Và chắc chắn những bạn đang theo thiền với Cam Ly cũng cảm nhận được cái điều đó rất nhiều, đúng không nào? Trong tất cả các bài thiền của chúng ta thì chúng ta đều cảm nhận được rằng là chúng ta có nhiệm vụ sứ mệnh, ít nhất là nhiệm vụ cho một vài người thân trong gia đình của chúng ta thôi, đúng không? Giúp cho một gia đình nhỏ thôi cũng là một cái nhiệm vụ rồi. Và nếu như bạn mạnh hơn nữa thì bạn có thể giúp rộng ra thêm nữa. Đó là bạn có được cái khả năng để bạn có thể dẫn dắt người khác, cũng có được những cái lợi ích rất là lớn lao. Rồi, mọi người vui lòng comment nha. Comment cái nhận biết, nhận định của bạn ha. Rồi comment cái câu hỏi nếu có. Chị Nguyễn Thị Tú, biết ơn chị Cam Ly hôm nay đã dạy cách thu năng lượng. Jenny Trang, rất đồng thuận và hoan hỷ. Biết ơn các ngài, biết ơn vũ trụ và chị Cam Ly truyền dẫn cho mọi người. Good job. Giỏi quá. Các bạn hưởng ứng và đáp ứng rất là nhanh luôn á. Rất tuyệt vời. Thủy Chung, em chào chị, hôm nay em vào trễ nhưng vào là em thiền luôn và nhận được năng lượng. Hôm nay thì Cam Ly không thực sự là dẫn thiền đâu, mà Cam Ly để cho mọi người nghe trong một cái trạng thái tỉnh thức luôn, nghe trong cái trạng thái ý thức luôn, chứ không có phải là nghe trong trạng thái vô thức, để mọi người có được một cái sự nhận định, minh định bằng cả ý thức lẫn vô thức. Thực sự là tác động vào vô thức của mọi người là rất là dễ nha. Rất là dễ, có nghĩa là sao? Tất cả những cái bài thiền của Cam Ly đó là đang nói chuyện với vô thức, là tác động vào vô thức, dẫn dắt vô thức, là dẫn dắt linh hồn. Tác động vào vô thức rất là dễ. Và nếu là những người mà họ không có mục tiêu tốt đó, họ có những cái ý đồ gì đó không tốt đó, thì họ cũng sẽ tác động vào vô thức, và họ tác động vào vô thức rất là nhanh luôn. Và thế giới này á, là rất là nhiều linh hồn đang bị giam tù, đang bị mắc kẹt, bị giữ lại bằng những vị mà có những cái khả năng điều khiển linh hồn. Thì điều khiển linh hồn cũng là một cái cách mà tương tự như là thiền vậy thôi, và họ nói trong vô hình để mà họ điều khiển linh hồn. Thì là bị rất là nhiều. Chúng ta cần hiểu, xác định được trong cả vô thức lẫn ý thức của mình, để mà biết hiện trạng của xã hội, hiện trạng của thế giới này đang như thế nào, để mình quyết định mình đi theo hướng nào. Thì hiện nay là có hai hướng, tạm gọi là hai giới đi. Tạm gọi là thế giới nhị nguyên đó, là mặt tối và mặt sáng. Đó là bóng tối và ánh sáng. Đó là xấu và tốt. Thì nếu mình vẫn không chọn, mình không chọn bên nào hết á, thì chắc chắn mình sẽ bị lôi vào bóng tối. Vì thế giới này là càng ngày càng đi vào bóng tối và ánh sáng rất là ít. Đó là thế giới bình thường. Nếu mình không chọn thì chắc chắn mình sẽ bị quy hồi về với bóng tối.
là bị xám xám xong rồi sẽ đưa về bóng tối. Mà đưa về bóng tối đó là ai? Là những vị pháp thư, pháp sư, những vị phù thủy, những vị mà có khả năng tâm linh cao nhưng mà bị vô tình hay cố ý đi về hướng bóng tối. Đó. Rồi, và một giới bên kia, một mặt bên kia là gì? Đó là ánh sáng. Đó là những linh hồn đại diện cho ánh sáng. Và những linh hồn mong muốn đi vào hướng ánh sáng, đi vào hướng lương thiện, thiện lành, có đạo đức, có tình yêu thương. Đó. Thì hiện nay là rất là ít. Và khi trên cái con đường tu tập thì các bạn sẽ gặp mà phái này hoặc phái kia. Và nhiều khi bạn không minh định được, bạn không biết đó là ánh sáng, hay là bạn cũng không biết đó là bóng tối luôn. Nhưng mà khi mà bạn lên một cái cấp độ cao hơn thì bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ hơn. Bạn sẽ biết đó là ánh sáng hay đó là bóng tối. Good. Thì ở đây Cam Ly nói rõ rằng là nếu tác động vào vô thức của mọi người thì quá dễ luôn. Quá dễ để Cam Ly dẫn dắt luôn. Nhưng mà Cam Ly muốn để cho mọi người nghe bằng cái ý thức lẫn vô thức, và có sự đồng tình của cả ý thức lẫn vô thức. Có sự đồng tình của cả hai, là về mặt hữu hình và về mặt vô hình đều có sự đồng tình. Là có sự đồng tình cả cái thể xác này lẫn linh hồn. Đó, cả hai. Thì chúng ta sẽ đi được rất là nhanh với nhau. Đồng ý không nào? Rồi, Cami sẽ đọc các comment của các bạn tiếp nha. Nguyễn Thúy Ngân, các bạn comment vào trong Messenger Facebook giúp nha. Thúy Ngân, dạ tuyệt vời ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm cho em hỏi. Nếu mình thực hiện bài thiền chị vừa hướng dẫn dài hơn thời gian chị đọc được không ạ? Cũng được, cũng được. Có nghĩa rằng là mình có thời gian và mình nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui thì là rất là tốt, rất là tốt. Ở đây là vì trong cái thế giới nó rất là nhanh, mọi thứ là phải nhanh. Cho nên nếu như mình kéo dài thời gian quá đó thì nó sẽ kém hiệu quả hơn so với là mình chỉ cần 1 phút 30 giây, 2 phút 30 giây, 3 phút 30 giây, 5 phút 30 giây là mình đã giải quyết xong cái việc mà mình muốn. Nên mình phải thích ứng, mình phải đáp ứng với thế giới này để mình làm nhiệm vụ. Mục đích các bạn được dẫn dắt ở đây, mục đích tất cả mọi người được dẫn dắt ở đây là vì lý do này hoặc lý do khác mà chúng ta có nhiệm vụ ở đây. Nên chúng ta đang được dẫn dắt ha. Nên muốn nghe dài hơn thì càng tốt. Còn mình cần làm ngay thì vẫn làm được. Vương Huệ, biết ơn các ngài dẫn dắt, biết ơn chị Cam Ly dẫn dắt cho chúng em. Với chóp Vương Huệ, hôm nay Cam Ly đã học được rồi nè, và thích ứng được với nguồn năng lượng gốc và năng lượng nguồn một cách nhanh chóng nè. Gia đình Cam Ly cũng học được rồi, rất là vui mừng luôn. Là ba mẹ Cam Ly cũng học được rồi và giải quyết những căn bệnh trên thân một cách nhanh chóng luôn. Giải quyết rất là nhanh chóng luôn. Chỉ vài lần truyền năng lượng thôi là đã giải quyết xong. Và bây giờ tiếp tục truyền năng lượng cho các con, các cháu là mẹ của Cam Ly. Rồi nhân viên của Cam Ly. Nhân viên của Cam Ly cũng đã học và đang học và cảm thấy rất là lợi ích, rất là lợi lạc, rất là tốt luôn. Và các bạn trong cộng đồng ở đây cũng nhiều bạn
đã và đang học. Rất là tuyệt luôn. Và Cam Ly, sau buổi này Cam Ly sẽ gửi cho mọi người bài lớp 1. Lớp 1 của NLRI là có 2 buổi, buổi 1 và buổi 2. Nếu tiện được thì nhờ bạn nào đã học lớp 1 có 2 video buổi 1 và buổi 2, nhờ bạn nào gửi vào trong group giúp Cam Ly nhé. Để mọi người cùng học, để mà cùng đi với nhau được cho nhanh chóng. Phạm Hằng, biết ơn chị, bài học hôm nay rất hiệu quả để nhận năng lượng vũ trụ và tỏa năng lượng từ bộ não ra bên ngoài. Biết ơn chị đã dẫn dắt em cùng tất cả mọi người đi trên đường ánh sáng. Good job. Rất là tuyệt. Giỏi lắm. Vương Huệ, em rất tin tưởng vào năng lượng gốc. Biết ơn các ngài yêu thương dẫn dắt chúng con. Good job. Lê Ngân, biết ơn các ngài dẫn dắt, biết ơn chị Cam Ly luôn là người dẫn đường yêu thương và biết ơn. Good job. Bùi Văn Trâm, em cũng đã học xong lớp 3 của chú Phúc. Hàng ngày em vẫn thực hành công thức của chú và em cũng nhận được năng lượng rõ rệt. Wow, giỏi quá. Rất là giỏi luôn. Hôm nay lại được tiếp thu từ chị Cam Ly nữa. Em cảm thấy vô cùng hân hoan và biết ơn sự sắp đặt tuyệt vời từ vũ trụ. Con xin cảm tạ vũ trụ và nền văn minh ngoài không gian. Biết ơn chị Cam Ly rất nhiều. Wow, good quá, good quá, good quá các bạn. Các bạn biết không, Cam Ly đến với NLR năng lượng gốc á, là để phát triển thêm cái môn để giúp cho mọi người giàu có thịnh vượng cùng với chú Phúc. Nghĩa rằng là chú Phúc đã dùng năng lượng gốc để mà truyền, để giải quyết bệnh cho mọi người một cách hữu hiệu nè. Rồi chú cũng đã dùng năng lượng gốc để mà giải quyết cái giúp cho nông nghiệp, nông ngư nghiệp phát triển rất là tốt luôn. Đã làm rồi và có hiệu quả rất là lớn luôn. Các ngài yêu cầu Cam Ly đến học với chú Phúc nha. Các ngài mà đang hướng dẫn tâm linh cho Cam Ly á, các ngài vô hình á, các vị thầy của Cam Ly á, là yêu cầu Cam Ly đến học với chú Phúc một cách đó là khiêm nhường, một cách đó là tinh tấn, một cách đó là đón nhận. Khiêm nhường nhất có thể là các ngài yêu cầu đến học á, và có hôm á, Cam Ly lơ là các ngài á la quá trời luôn á, các ngài mắng Cam Ly á, và nếu như mà cứng đầu á là còn bị phạt á. Đã yêu cầu Cam Ly là đến để học mà nghiêm túc thì đó, Cam Ly đến và học, và các ngài bắt đầu đưa thông điệp vào cho Cam Ly rất là nhiều luôn, và định hướng rằng là Cam Ly sẽ cùng với chú Phúc giúp cho chú Phúc để mở ra thêm những mảng như là giải quyết những bài toán nông nghiệp, lâm nghiệp cho tại Mỹ. Và bây giờ Cam Ly đã bắt tay với chú Phúc về cái điều đó, nghĩa rằng là phát triển nông nghiệp cả ở Mỹ và cả Việt Nam, và sẽ phát triển trên toàn cầu là nông nghiệp ha, rồi lâm nghiệp nữa là trồng rừng, và ngư nghiệp là nuôi trồng thủy hải sản, vân vân. Rồi và những cái đó đó là một bước nữa đó là phát triển cái sự thịnh vượng giàu có. Thì các bạn ở đây á, phần lớn là bữa giờ được nhắc đi nhắc lại rằng là sẽ giàu có rất là nhanh chóng, thì cùng với năng lượng gốc NLR thì cái sự thịnh vượng giàu có sẽ đến rất là nhanh luôn, và chính các bạn sẽ là những người truyền tải được cái điều đó. Các bạn sẽ là cái cầu nối để mà chuyển tải được những cái nguồn năng lượng từ vũ trụ, từ không gian đi vào với mình và chuyển sang cho người khác một cách nhanh chóng, để mà người khác cũng có sự giàu có, và chắc chắn bạn cũng có cái sự giàu có. Đó, thì
chúng ta sẽ bắt tay với nhau rất là nhiều việc như vậy đó. Rất là thú vị, các bạn thấy hay không? Rất là thú vị luôn đó. Và Cam Ly vẫn đang được dẫn dắt bởi các ngài bậc thầy tâm linh vô hình ở đây để mà hợp tác cùng với chú Phúc để mà làm những cái điều này. Hồng Mơi, em biết ơn chị yêu Cam Ly và biết ơn chị Hồng Hạnh. Tuy em chưa hiểu hết các ngôn từ nhưng em làm theo lời chị dẫn, hình dung tưởng tượng nhận năng lượng vũ trụ và truyền năng lượng. Em hình dung được và cũng cảm nhận được và em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em biết ơn, giỏi quá Hồng Mơi, good job. Trâm, em cũng đã học lớp 3, good job, đọc rồi ha, giỏi quá Trâm. Em rất rất là tinh tấn luôn, rất là cầu đạo luôn. Vì vậy cho nên là em mới gặp chị Cam Ly thêm để mà tạo được cái sự giàu có thịnh vượng đó. Khi em học á, em có thấy rằng là chữa bệnh được rất là nhanh không? Những căn bệnh rất rất là khó chữa và gần như là khoa học là bó tay, và năng lượng gốc đi vào và chữa rất là nhanh. Đương nhiên có rất là nhiều bộ môn khác cũng chữa bệnh được rất là nhanh, thì cũng đều là trau dồi cái tình yêu thương, trau dồi cái sự đạo đức, cái sự thiện lành lên thì sẽ chữa bệnh được rất là nhanh. Good job. Thủy Chung, em vào và nghe và kết nối thấy nhiều người lắm chị. Đầu em quay qua quay lại giống như em nhìn thấy rất nhiều người xung quanh em. Em quay qua quay lại hai lần, nhìn mọi người rất phúc hậu. Và sau đó em cúi gặp người lại ạ. Đầu em rần rần và đỏ mồ hôi, đổ mồ hôi chị. Và em có nói em sẽ cố gắng thực hiện. Và em ra thiền. Chị cho em hiểu với ạ. Em biết ơn chị cùng các ngài, cùng toàn bộ cả nhà mình. Good quá, good quá. Mọi người ở đây á, phần lớn á, là đã được giải quyết những linh hồn, các năng lượng mắc kẹt bên trong thân. Và các bạn thấy á, chúng ta giải quyết trong một cái thời gian cũng khá là dài, làm tới làm lui, làm tới làm lui để mà cơ thể này á, được khỏe mạnh. Khỏe mạnh là giải phóng tất cả mọi cái linh hồn nào mắc kẹt ở bên trong á. Những cái năng lượng nào còn mắc kẹt bên trong là mình giải phóng hết. NLG năng lượng gốc á, giúp giải quyết được rất là nhanh. Và khi mà bạn nhìn thấy những cái linh hồn xung quanh thì có thể đó là những linh hồn của ông bà tổ tiên của mình. Mà các linh hồn này á, là ở đây để mà giúp cho mình, chứ không phải là làm mệt hoặc làm cái cơ thể này bị bệnh. Thì các bạn chú ý là hôm qua đó chúng ta có một cái bài thiền nói về cái việc đó là tất cả mọi linh hồn bị mắc kẹt, bị ràng buộc, bị khóa, bị nhốt, cầm tù ở đây á, là đều được giải phóng hết. Đều được giải phóng hết. Chỉ giữ lại những linh hồn cấp cao. Có nhiệm vụ, có sứ mệnh còn ở đây. Cho nên á, là bạn nhìn thấy á, rất là nhiều gương mặt thì đó có thể là những linh hồn có sứ mệnh ở lại để giúp bạn tu học, giúp bạn nâng cấp cái linh hồn của bạn đó. Nên á, là các vị ấy vẫn còn, có thể là các vị thầy tâm linh hoặc là các ngài, các tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình vẫn còn ở đây để giúp mình tu học thì rất là tốt, thì mình tiếp tục rèn luyện và tu học để mà nâng cấp nữa, vậy là tốt đó em ha. Cảm ơn Jenny. Buổi 1 lớp 1 NLR các bạn có thể xem và nghe ha. Good job và nhận năng lượng nha. Good job. Mẫn, lần đầu tiên em biết tới năng lượng gốc, em cảm thấy háo hức để được học tập thêm, biết ơn các ngài, biết ơn chị Cam Ly hướng dẫn chia sẻ. Good job, giỏi lắm Mạnh. Đúng rồi, và Cam Ly hợp tác với chú Phúc để
tạo ra cái sự thịnh vượng và tạo ra rất là nhiều công việc cho mọi người. Tạo ra công việc để mọi người có được thu nhập rất là tốt và sẽ rất là nhanh chóng để mà lan tỏa ra toàn cầu nha các bạn. Nên các bạn ở đây là một cái tín hiệu quá may mắn luôn, quá là tốt đẹp luôn. Và chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau, cùng đi với nhau để tạo ra sự thịnh vượng cho toàn cầu. Và chắc chắn bạn sẽ là người thịnh vượng trước tiên. Rất rất cảm ơn các bạn. Ở đây các bạn, Jenny đã gửi lớp 1 buổi 1 và lớp 1 buổi 2 nè. Đúng rồi, Trâm cũng gửi các cái buổi truyền trực tiếp hàng ngày. Hàng ngày chú Phúc cũng truyền trực tiếp, chỉ cần 5 phút 30 giây thôi. Và những có nhiều cái sự chia sẻ trong cộng đồng. Và các bạn sẽ thấy là mọi người rất là hồn nhiên, rất là vô tư để mà chia sẻ. Trong cộng đồng rất là nhiều bác lớn tuổi, phần lớn là các bác lớn tuổi là đau bệnh rất là nhiều. Có người mất ngủ 40 năm. Có người là bị đau nhức 30 năm, 40 năm. Vậy mà được truyền năng lượng mấy buổi là hết sạch bát luôn. Thì các bạn sẽ dùng những cái công thức đó để mà giúp người khác. Trong nhà mình học theo công thức mới NLG liên quan vũ trụ kỷ nguyên mới thì tốt hơn nhé. Yes, rất là tuyệt, rất Trâm. Giỏi lắm băng Trâm. Em có cái gì mới thì em gửi vào cho mọi người nha. Khi mình nhìn những người chia sẻ đó, mình thấy là họ rất là đơn giản, hồn nhiên, vô tư. Và có những cô chú bác đó, ở vùng sâu, vùng xa, chưa có tiếp cận gì nhiều với cái sự văn minh hiện đại cả. Thì mình cũng khoan vội đánh giá phán xét gì cả nha các bạn. Mình ở đây để mà giúp tất cả mọi người mà, đúng không? Cho nên mình hãy dùng cái kiến thức, cái trí tuệ, cái tình yêu thương của mình để mà lan tỏa cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Thì mọi người, những người này cũng giống như những người thân, những người bà con, những người bà con xa, bà con gần của mình ở đâu đó thôi, đúng không? Thì chúng ta phải tập mà yêu thương. Thì trong NLP có 5 yếu tố tình yêu thương. Đó là yêu thương bản thân này, yêu thương gia đình này, yêu thương xã hội này, yêu thương đất nước này, tổ quốc này. Và cái thứ 5 là yêu thương nhân loại và chúng sinh. Thì chung chung á, là cũng là một cái tình yêu thương mở rộng ra từ cá nhân của mình, rồi á, mở rộng ra thêm cho những người xung quanh, gia đình, bạn bè, rồi xã hội, rồi đồng nghiệp, rồi khách hàng, đối tác, nói chung là tất cả mở rộng ra. Thì mình càng mở rộng ra thì mình càng phát triển tâm linh, mình càng nâng cấp linh hồn và mình càng đón nhận được nhiều lợi ích. Rất là tuyệt. Hồng Hạnh, biết ơn Miss Camly chia sẻ hướng dẫn về năng lượng gốc. Hạnh cũng được nghe chú Phúc chia sẻ cách đây hơn 1 năm. Thời gian đó chắc chưa đủ duyên. Hôm được Camly truyền cho nguồn năng lượng gốc rất giá trị. Tạ ơn Thượng Đế cùng các ngài gia hộ cho chúng con. Good job, chị Hạnh. Đúng, Camly cũng đã học NLP năng lượng gốc cách đây 2 năm, đầu 2020. Và đúng là lúc đó là chưa có duyên và có thể là chưa có sứ mệnh rõ ràng. Nên Camly đã tạm thời để cho các vị thầy vô hình dẫn dắt.
trong suốt những năm qua. Và bây giờ các ngài cũng vẫn dẫn dắt là các ngài nói đến để mà hợp tác cùng với Chúa Phúc để mà tạo ra được nhiều cái giá trị hơn nữa. Thì các bạn ở đây có lẽ cũng là có cái nhiệm vụ như vậy, nghĩa rằng là ở đây để cộng hưởng cùng với Cam Ly, và hôm nay là được cộng hưởng thêm với NLE Chúa Phúc nữa để mà tạo ra những cái giá trị lớn mạnh hơn nữa. Còn bạn nào đã học trước đây mà không học nữa và đang đi theo cùng với Cam Ly thì cũng tốt. Và bây giờ là chúng ta hợp nhất lại với nhau, nghĩa rằng là tất cả những cái năng lượng này quy về một mối, đó là vũ trụ. Vũ trụ là một, đúng không? Không có hai vũ trụ ha. Và năng lượng vũ trụ cũng là một, đó là yêu thương, là từ bi, là trí tuệ, vậy thôi. Cho nên chúng ta quy về là một, để chúng ta cộng hưởng cùng với nhau, để làm cho nhanh, cho mạnh, và năng lượng sẽ đi rất là nhanh. Nên các bạn ở đây là có những cái lý do rất là lớn, có nhiệm vụ rất là lớn nha. Trâm, em cảm ơn, rất biết ơn và được học cả chú Phúc và chị Cam Ly. Good job. Giỏi lắm. Hà Nguyễn, thật là vi diệu ạ. Hôm nay em muốn làm việc riêng, nhưng đầu cứ thôi thúc em vào buổi thiền, không thể bỏ qua, nên em vào Zoom liền. Hôm nay là buổi thiền, em được học thêm nhiều điều mới ạ. Hạnh phúc lắm ạ. Tạ ơn các ngài đã dẫn dắt, biết ơn chị Cam Ly, biết ơn cả nhà, cộng hưởng năng lượng. Good job, giỏi quá. Amazing. Giỏi quá. Hà, em biết ơn chị Cam Ly, biết ơn chú Phúc, biết ơn các bậc thầy tâm linh, biết ơn các ngài, biết ơn cha trời, mẹ trái đất, biết ơn cả nhà. Em yêu thương và tin tưởng. Dạ thưa chị, em được học NLE lớp 2 của chú Phúc ạ, và thực hành thấy hiệu quả chị ạ. Huỳnh Hà, good job. Giỏi quá. Như trí tuệ vũ trụ luôn cho đi với tình yêu thương bao la vô cùng, con càng nhận rõ hơn. Con càng nhận rõ hơn điều này trong những đoạn cô Cam Ly dẫn với đại ý. Những năng lượng không làm trái đất thăng lên mà làm trì trệ sẽ được mời về ánh sáng. Wow, không phải bị bắt đầy về trả nghiệp mà là được mời về ánh sáng. Yes, giỏi quá Như, quá giỏi luôn. Đúng, chính xác như vậy. Các bạn biết không, rất là nhiều linh hồn nhỏ bé đang bị mắc kẹt. Đang bị mắc kẹt ở đây. Và những linh hồn mà có lỗi lầm thì mình tưởng rằng là đi về địa ngục. Nhưng bây giờ không còn địa ngục nữa nha. Địa ngục được đóng cửa. Để mà tất cả mọi linh hồn được trở về cõi sáng, trở về khối sáng để được học lại, để được học lại, được làm tinh khiết lại, thanh khiết lại, được cha vũ trụ hợp nhất về lại, và khi linh hồn muốn lại quay trở lại trái đất này để tận hưởng cái nơi thiên đường trên hạ giới này. Như vậy thì các linh hồn ở đây là chúng ta đó, ở đây là để tận hưởng cái thiên đường ở đây, chứ không phải là phải bị đày hay là bị cầm tù, mà mình phải tự giải thoát cho mình luôn. Thí dụ như những cái nỗi khổ nè, những cái cơn bệnh nè, những cái cảm xúc tiêu cực nè, những cái tâm bệnh đó, mình sẽ tự giải phóng cho mình, giải thoát cho mình khỏi những cái điều đó. Và mình sống một cuộc đời thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, giàu có. Một cuộc đời đẳng cấp, một cuộc đời thú vị. À, ngay tại trên quả đất này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để trải nghiệm cái điều này.
Đúng. À, tất cả các linh hồn không không trả nghiệp nữa mà là được giải thoát để mà đưa về ánh sáng. Bài học hôm nay tuyệt vời vô cùng. Thời gian trước con có nghe qua NLG cùng mẹ nhưng chưa thực sự có duyên. Hôm nay nhân duyên chín muồi được thực hành cùng cô Cam Ly và cả nhà, con nhận được năng lượng rất nhiều rần rần trong cơ thể luôn ạ. Cuối năm ngập tràn yêu thương, ấm áp và trí tuệ. Con biết ơn vũ trụ, con biết ơn Enery, con biết ơn các ngài, cô Cam Ly và cả nhà mình. Con kính chúc cả nhà sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới 2023. Giỏi quá Như. Giỏi quá. À, Cam Ly Group á, là sẽ hợp tác với Enery để mở ra rất là nhiều mảng, nhiều lĩnh vực cho người Việt Nam, cho mọi người trên toàn cầu. À, nhiều lĩnh vực lắm các bạn. Cho nên là các bạn ở đây, mọi người ở đây, cho dù là các thanh niên lâu năm luôn, thanh niên lâu năm 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, gì cũng sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi nha, rất nhiều cái lợi ích nha. Đó. Và có việc luôn á, có việc để làm luôn á, rất là vi diệu, rất là tuyệt nha. Bạn Phạm Hằng, ok, bạn Phạm Hằng nhờ các bạn add vào dùm nha, add vào trong, bạn đăng ký rồi nè, cho em vào nhóm thiền mới để em cùng học công thức nhận năng lượng và thông tin cùng mọi người. Em biết ơn chị. Good job. Mời em vào nhé. Rồi Quỳnh nè. Hôm nay được học bài học giải thoát cho các linh hồn đang còn bị mắc kẹt, được thăng lên về cõi sáng, tình yêu thương của vũ trụ. Và ba lần đón nhận năng lượng của vũ trụ. Emily thấy nguồn năng lượng vũ trụ phủ xuống bộ não, nguồn năng lượng vũ trụ phủ xuống bộ não từ trên đỉnh đầu và nguồn năng lượng xoáy vòng tròn như lốc xoáy cuồn cuộn rất nhanh. Thật vi diệu quá, được các ngài dẫn dắt trở về nguồn năng lượng gốc để chữa lành thân tâm trí cho chính mình, người thân của mình và cho mọi người. Biết ơn chị Cam Ly rất nhiều. Biết ơn vũ trụ, mẹ diêu trì kim mẫu, các đấng giác ngộ, chư thiên và hộ pháp. Con vô cùng biết ơn và kiên trì học tập tu hành tinh tấn vì khoa học của vũ trụ là siêu nhiên, rất vi diệu ạ. Giỏi quá, good quá. Good quá chị Emily Quỳnh. Đúng vậy. Chúng ta nhận năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc vào và chúng ta vẫn luôn có các linh hồn, tâm linh cấp cao ở đây hỗ trợ mình. Nghĩa là các bậc đại giác ngộ đó, các bậc đại giác ngộ như là Đức Phật này, Đức Chúa này, Mẹ Quán Thế Âm này, Mẹ Maria này, rồi á có rất nhiều linh hồn đại hộ pháp ở đây luôn. Các ngài được đến đây, được giao phó đến đây để mà hỗ trợ cho cái việc hợp nhất này được diễn ra một cách suôn sẻ, một cách lợi ích cho tất cả mọi người nhanh chóng. Đó. Cái đó là bất chiến tự nhiên thành, nghĩa là không có cần đấu tranh nhé, mình không có đấu tranh, không có tranh giành, không có tức giận, không có tất cả những cái sự tiêu cực đó là bỏ qua một bên. Mình không có dùng cái sức mạnh để mà đàn áp người khác. Các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ có năng lượng lên rất là cao, sẽ rất là giàu có, rất là thành công. Mà mình dùng cái năng lượng đó, dùng cái sự giàu có, sự thành công đó để mà giúp người bằng cái tình yêu thương. Bất chiến tự nhiên thành là không có tranh giành, không có xâm chiến, không có chiến tranh, mà
vẫn có được một cái khối năng lượng rất là lớn, vẫn có một cái sự thành công, vẫn có được một cái sự hợp nhất rất là mạnh mẽ nha. Và tất cả các ngài đại giác ngộ có tâm linh cấp cao, linh hồn cấp cao luôn ở đây để hỗ trợ mình mọi lúc mọi nơi, mọi thời khắc là các ngài hỗ trợ mình ngay lập tức. Đức Cha Elizabeth, trong mùa đại dịch vừa qua, chị cũng may mắn được chú Phúc hướng dẫn học NLP lớp 1, 2, 3, đã giúp ích được nhiều cho gia đình. Có lẽ đây là một sự sắp xếp tuyệt vời của ơn trên và vũ trụ. Hôm nay được em Cam Ly tuần tự dẫn truyền các công thức NLP từ không gian với năm tình yêu thương. Xin tạ ơn Thượng Đế, các chư thiên, chư Bồ Tát và em Cam Ly yêu thương kết nối và đang dẫn dắt cả nhà nơi đây trên con đường tu tập thiền định đầy minh triết với tâm phụng sự biết ơn và vô cùng trân quý. Em Cam Ly, I love you. I love you too. Giỏi quá. Thanh Tống, biết ơn các ngài đã dẫn dắt đưa con đến lớp thiền. Biết ơn chị Cam Ly đã hướng dẫn, chia sẻ trí tuệ vũ trụ. Hôm nay em thấy luồng năng lượng xoáy thẳng xuống đỉnh đầu và từ bộ não em phóng ra những luồng ánh sáng vào trong không gian như những mạng nhện kết nối bao trùm trên trái đất đến với mọi linh hồn, mọi chúng sinh trên trái đất. Thật là vi diệu chị ạ. À, em rất háo hức chờ đợi chị dạy môn năng lượng gốc. Em cảm ơn chị nhiều. Em cảm ơn mọi người cùng cộng hưởng năng lượng. Wow, quá tuyệt, quá tuyệt, quá tuyệt. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Khi mà bạn nhận được năng lượng như vậy á, là bạn sẽ giúp được người nhà, người thân nhanh chóng luôn. Bạn truyền năng lượng đi rất là nhanh. Có rất là nhiều người không thể ngồi định được, không thể thiền được. À, người ta ngồi yên không được. Thì mình phải truyền nhanh bằng NLP. Truyền năng lượng vào rất là nhanh để mọi người giải quyết cái bệnh rất là nhanh ha. Good, rất là tuyệt. Như nè, rất là tuyệt. Hà, không bắt trả nghiệp mà được mời về ánh sáng, đây chính là tình yêu thương thuần khiết chị ạ. À, tuyệt vời, đúng, chính xác, chính xác. À, là không có bắt ép nha. À, như vậy chúng ta thấy là chúng ta thả tự do cho tất cả những cái linh hồn mà bị mắc bắt ép nè, bị mắc kẹt nè, bị cầm tù, bị giam giữ nè. À, thực ra đó là mình đã cầm tù rất nhiều linh hồn, nhiều cái dòng năng lượng ở trong cơ thể của mình, cho nên cơ thể mới bị bệnh nha. Nên bây giờ mình giải phóng cho tất cả những cái linh hồn đó để các linh hồn được về với cõi sáng nha. Lê Ngân, em cũng may mắn được tham gia trực tiếp lớp học từ chú Phúc lớp 3 nâng cao từ chú. Khi đến với lớp học là học cách để yêu thương, biết ơn nguồn năng lượng gốc cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Rất hoan hỷ hôm nay lại được chị dẫn dắt em áp dụng nguồn năng lượng này vào cuộc sống và rất tuyệt vời. Giỏi lắm Lê Ngân. Quý Thiện, mấy nay em thiền mà đau lưng, cột sống như muốn vẹo qua một bên. Nay em ngồi dưới dẫn thiền chị Cam Ly, em thấy ổn áp hơn ạ. Hôm nay thiền em kinh nghiệm hơn là khi càng thả lỏng vào trống rỗng, thoát ra, không cuốn theo cái trí, thì cơ thể tự đón nhận năng lượng bằng những biểu hiện như bắp thịt, tự máy, tế bào có sự chuyển động. Gứt. À, đây là một sự cảm nhận đó, là mình cảm thấy bắp thịt nó tự chuyển động đó. Em mong được chị Cam Ly khai thị hơn. Kính ơn các ngài đã gia hộ. Em xin biết ơn chị Cam Ly và tất cả các anh chị đã hiện diện ạ. Good job quý thiện. À, tiếp tục nha. Good job. Ngọc Thành, chị may mắn quá. Em ở Việt Nam không học được lớp 4 đâu. Chúc chị giúp cho nhiều người sống khỏe mạnh. Yêu thương chị rất nhiều. Yes, chị rất là may mắn. Cam Ly rất là may mắn. Được sự dẫn dắt trực tiếp từ các ngài đại giác ngộ. Và các ngài đưa đến để gặp
chú Phúc, và có một cái sự hợp tác rất là nhanh chóng luôn. Camly mới gặp chú được hơn 10 ngày à. Được à, yeah, cũng mới dưới 2 tuần. À, vậy mà Camly lĩnh hội được hết. Học lớp 4 DNA là giống như là nâng cao, lớp 4 nâng cao á. Và thực hành được hết rồi á, ngay lập tức á, là các ngài đưa đến dự án luôn, dự án rất là lớn luôn để mà giúp cho thế giới rất là nhanh. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, và những ai có câu hỏi nữa thì có thể đặt ra câu hỏi thêm nha, và có ai cần giải quyết hỏi riêng thì có thể hỏi Camly riêng nha. Trâm, nhà mình ai muốn học chú Phúc? Hôm nay chú dạy buổi đầu tiên lớp 1 thì kết bạn Zalo với mình để mình thêm vào nhóm để học nhé. Rất quá, rất rất. Chú Phúc chú rất rất là bỏ thời gian để mà dạy từng người và truyền năng lượng cho từng người á các bạn. Hiện nay á, là cộng đồng NLG á, là có vài triệu người rồi. Vài triệu người rồi. Một con số lớn kinh khủng. Vậy mà chú vẫn truyền năng lượng cho từng người nha. Những ai hữu duyên đến với chú, kết nối với chú và mong được chú truyền năng lượng, chú có thể truyền năng lượng với từng người, từng người, từng người thông qua video. Rồi đến học ở lớp và có nhiều bạn, nhiều anh chị mang theo, đưa theo gia đình, cha mẹ này kia là chú. Những ai mà có bệnh, có người bị tim, bị gan, bị phổi, bị thận, bị nói chung là bao nhiêu bệnh là chú chữa trực tiếp cho từng người, đặt tay lên từng người chữa trực tiếp và rất là hiệu quả luôn. Đó. Rồi chú tạo ra rất là nhiều buổi trực tiếp và online, trực tiếp mà đương nhiên là tại đây, tới các chùa hay là tới chú tới các cái trung tâm văn phòng á, là người đến rất là đông luôn, ngày nào cũng đầy nghẹt người để chú truyền trực tiếp. Rồi online thì là vào các bạn mà vào online truyền năng lượng trực tiếp chữa lành mỗi ngày á là 30.000 người đến 60.000 người nha. Rất là nhanh, rất là đông và hiệu quả rất là nhanh luôn. Thì á chúng ta sẽ cùng theo nha các bạn. Và các bạn vừa theo NLG chú Phúc và các bạn được cùng theo với Camly để làm cái dự án tạo ra sự hạnh phúc thịnh vượng cho toàn cầu cùng với Camly nhé các bạn. Camly tin chắc rằng các bạn đều có sứ mệnh ở đây, kể cả các bạn chưa phải là nhân viên, chưa phải là GIA trong cộng đồng hay là gì đó, thì các bạn đã vào với Camly là các bạn đã có sứ mệnh rồi đó. Các bạn có duyên lớn rồi đó. Thì các bạn hãy ở đây cùng với Camly, và Camly sẽ hướng dẫn cho mọi người để mà tạo ra cái sự thịnh vượng, hạnh phúc, giàu có cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Good. Thúy Ngân. Dạ, em xin chia sẻ với cả nhà câu chuyện của em ngày hôm nay ạ. Trước giờ em ước mơ mở một quán chay, nhưng công việc em đang làm cũng rất quan trọng và mất nhiều thời gian. Em cũng chưa đủ kinh phí cũng như quyết tâm nên em cũng chỉ ước vậy thôi. Mấy hôm nay chỗ em có quán chay mới mở, em vào hỏi menu món thì bạn chủ quán rất trẻ, có một mình làm không hết việc. Hai chị em ríu rít hào hứng nói chuyện về tu tập, về thiện nghiệp. Vậy là ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới, sẽ là ngày đầu tiên em được bắt tay vào làm công việc em yêu thích, lợi lạc nhân sinh. Và lúc nào rảnh thì em qua làm điều được ạ. Không ảnh hưởng gì đến công việc em đang làm. I love you. Wow, tuyệt quá, giỏi quá Thúy Ngân. Giỏi quá. Các bạn đều có thể tham gia cộng đồng Đại sứ đầu tư toàn cầu cùng với Camly nha các bạn. Các bạn sẽ được tham gia cùng với mọi người trong từng nhóm và được hướng dẫn
được dạy cách là làm video, làm nói chuyện, làm PowerPoint, hướng dẫn những cái cách thức mới để mà mình đáp ứng với cái thời đại này, đáp ứng với mọi thứ, công nghệ nè, cho tới là rất là nhiều thứ rất là mới, thì các bạn sẽ được học rất là nhiều. Và cứ song song với những cái việc mà các bạn đang làm thì các bạn có thể tranh thủ được nha. Rất quá cảm ơn Hoàng Thị Phương, cảm ơn chị Cam Ly, cảm ơn các ngài. Em thấy mình may mắn có mặt ở nơi đây. Yes, good, đúng, chính xác. Rồi, Happy New Year, wow. Năm mới là ngày hôm nay là chúng ta sẽ đón giao thừa vào năm mới rồi. Và tất cả chúng ta đều có một cái hành trình mới rất là tuyệt, nâng cấp mình lên rất là cao. Các bạn biết không, năng lượng sẽ nâng cấp lên gấp trăm, gấp ngàn lần nha các bạn. Khi chúng ta cộng hưởng vào như vậy, năng lượng sẽ nâng cấp lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Rồi tốc độ cũng nâng cấp lên, tốc độ nha. Nhất cự ly, nhì cường độ, đúng không? Cái tốc độ và cường độ là rất là quan trọng. Bây giờ là làm cái là xong, là nhanh luôn đó. Thì tốc độ cũng sẽ speed up lên 100 lần, 1000 lần trở lên nha. Rồi gì nữa? Sự giàu có thịnh vượng cũng sẽ đến nhanh chóng, gấp 100-1000 lần. Và cái độ giàu có thịnh vượng cũng sẽ gấp 100-1000 lần nha các bạn. Chúng ta hãy sẵn sàng tâm thế, tư thế, tinh thần, thể chất, năng lượng để đón nhận tất cả những cái điều này. Và đây là món quà rất là lớn cho năm mới. Các ngài đã hứa mà, các ngài hứa rằng là năm mới chúng ta sẽ có những món quà rất là lớn luôn. Và các bạn đang nắm bảo bối đó nha các bạn. Các bạn nhớ cái buổi trước nữa không? Mình lên cái hành tinh đó và mình cầm một cái bảo bối là một cái món quà mang về, nhớ không? Thì mỗi người chúng ta đang có trong tay một cái bảo bối. Hãy giữ đi và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái công cụ, cách thức, phương tiện để mà chúng ta đạt được những cái điều mà chúng ta đang mong muốn. Và chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những cái điều mà vi diệu như vậy đó, tăng tốc lên nhanh chóng như vậy, vi diệu như vậy. Ok, chị Nguyễn Thị Tú, biết ơn chị Chủ tịch Cam Ly Dương, tôi mong được đồng hành phụng sự theo cùng chị mãi mãi. Ok chị Tú, chưa cần nói mãi mãi đâu nha, mình cứ từ từ, từng bước một nha các bạn. Chúng ta ở đây là không có ràng buộc gì ai đâu nha. Bản thân Cam Ly là cũng không có ràng buộc ai cái điều gì cả nhé. Và Cam Ly thấy NLG năng lượng gốc cũng không có ràng buộc mình cái điều gì cả. Chúng ta đều thoải mái, chúng ta thấy tốt lành, thấy lợi ích thì chúng ta tham gia. Chúng ta tham gia một cách là thoải mái tinh thần và cả linh hồn luôn, một cách thoải mái. Và một thời gian nào đó chúng ta kẹt việc gì đó rồi chúng ta lại chưa tham gia được, rồi chúng ta lại, sau đó chúng ta lại quay trở lại tham gia. Điều rất là tốt nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đương nhiên nếu như mà chúng ta đồng hành mãi mãi cùng với nhau là rất là tuyệt vời luôn rồi. Ok, Happy New Year everyone, I love you. Rất là tuyệt vời luôn. Còn mấy comment nữa Cam Ly đọc luôn nha. Thủy Chung, Happy New Year. Trâm, Happy New Year. Ok, thank you. Giang, nay em vào muộn mấy phút và nghe đến đoạn tưởng tượng năng lượng qua não bộ và qua đốt sống cổ xuống lưng mang theo hơi ấm. Em ngay lập tức có cảm nhận năng lượng đang xuống lưng và khiến cơ thể ấm lên. Năng lượng hôm nay cứ đẩy cơ thể em ngửa về sau, hết cỡ nhưng lại không ngã, cứ đưa lên, ngã xuống liên tục. Giỏi quá.
giỏi quá Giang. À, rất là tuyệt. Những bạn nào mà nhắn tin riêng cho Cam Ly nhờ hỗ trợ riêng á, thì Cam Ly sẽ hỗ trợ riêng nha, trong trong một vài ngày tới nha. À, và bây giờ các bạn xem cái video NLR lớp 1 2 buổi và lớp 2 1 buổi trước nha. Các bạn xem trước đi, và Cam Ly sẽ giúp bằng năng lượng gốc rất là nhanh chóng luôn nhé. Mindy, niềm hạnh phúc lớn nhất là được cùng đi học chung lớp 4 với cha mẹ mình và cha mẹ của Cam Ly. Biết ơn mối nhân duyên lớn mà vũ trụ mang đến cho tụi mình và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc lớn này cho mọi người. Happy New Year cả nhà, I love you all. À, thank you Mindy, I love you. Very good Mindy, amazing. Wow, đây, hình của Cam Ly và Mindy cùng với chú Phúc nè. À, trong trong group nè. Dễ thương quá à. I love you. Thank you. Cảm ơn Mindy. Trưa nay gặp Mindy nè. Ok, rất là tuyệt vời. Và Cam Ly cũng mong gặp tất cả các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Biết đâu các bạn sẽ qua Mỹ gặp Cam Ly thì sao? À, mình cứ đặt mục tiêu nha. Nha. Yeah, Happy New Year 2023. Và hy vọng gặp tất cả các bạn ở tại Mỹ đi ha. Cho nhanh chóng. À, hy vọng gặp các bạn tại Mỹ vào 2023. Và chúng ta cùng gặp nhau, cùng gặp chú Phúc luôn. À, có được sự giàu có thịnh vượng. À, rất là tuyệt vời luôn. I love you everyone. Rồi, chào tất cả mọi người. Và tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới thật là tuyệt vời. Bye bye. Hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Bye bye.